Theo quy hoạch, đối với nghĩa trang tập trung cấp thành phố sẽ đóng cửa các nghĩa trang Sài Đồng thuộc quận Long Biên, nghĩa trang Văn Điển thuộc huyện Thanh Trì và cải tạo thành công viên nghĩa trang trước năm 2015. Riêng nghĩa trang Văn Điển chỉ phục vụ hỏa táng. Đối với nghĩa trang tập trung cấp quốc gia sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch 1 thành công viên nghĩa trang. Đối với nghĩa trang tập trung liên tỉnh sẽ đóng cửa nghĩa trang Yên Kỳ 1, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Ngoài ra, theo quy hoạch dự báo đến năm 2050, quỹ đất dành cho xây dựng nghĩa trang thành phố sẽ là 1.247 ha, trong đó tại khu vực đô thị là 1.103 ha và 144 ha dành cho khu vực nông thôn. Từ nay đến năm 2020, Hà Nội dành 13.000 tỷ đồng để đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới một số nghĩa trang.